Jisoo chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Dior. Vượt mặt Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh và Suzy, Jisoo chính thức trở thành đại sứ toàn cầu cho hai mảng thời trang và làm đẹp của thương hiệu Dior lừng danh. Chị cả nhóm Jisoo nối tiếp hai đàn em Lisa và Jon trở thành tân đại sứ toàn cầu cho hãng Dior ở hai mảng fashion và beauty. Cụ thể, trưa ngày 6 tháng 3, trên trang Instagram của Dior đã đăng một bức ảnh của Jisoo với chú thích: "Hãy cùng đón chào tân đại sứ toàn cầu cho cả hai mảng thời trang và làm đẹp của chúng tôi, đó chính là Jisoo, thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink." Jisoo thể hiện được cá tính độc đáo của bản thân. Chính nữ ca sĩ Hàn Quốc này đã mang lại nguồn cảm hứng cho giám đốc sáng tạo của Dior Maria Grazia Chiuri hoàn thiện bộ sưu tập mùa thu năm 2021. Dior viết thêm: "Jisoo sắp tới cũng sẽ hoàn toàn làm nổi bật kiểu trang điểm mới được sáng tạo bởi nhà trang điểm Peter Philip." Trước đó, Jisoo từng đảm nhận vai trò đại sứ ở hai mảng thời trang và làm đẹp của Dior tại Hàn Quốc. Như vậy, người hâm mộ có thể mong đợi nhiều hơn nữa với các hoạt động toàn cầu của Jisoo trên cương vị mới này. Việc trở thành đại sứ toàn cầu Dior cũng khá dễ hiểu khi chính cái tên của Jisoo đã giúp tăng doanh thu cho các sản phẩm Dior một cách vượt bậc giữa bối cảnh dịch COVID-19. Tờ Korea Times cũng từng chia sẻ, doanh thu mà Dior đạt được trong 2 năm qua trông ấn tượng hơn nhiều so với các hãng thời trang khác như San Vato Ferragamo và Yves Saint Laurent, với doanh số bán hàng tăng lần lượt 6% và 21,6%. Tuy nhiên, netizen Trung Quốc không hề hài lòng với lần cấp danh hiệu này của Dior. Họ cho rằng thương hiệu có sự bất công vì hợp tác trong thời gian dài với Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh nhưng họ chỉ được cấp danh hiệu đại sứ khu vực Trung Quốc, còn Jisoo là đại diện toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng Dior chỉ dùng sao chung vì muốn kiếm tiền, xây dựng danh tiếng ở thị trường này còn vẫn luôn ưu ái cho ngôi sao Hàn Quốc. Angelababy từng được coi là nàng thơ Dior vì quá hợp với phong cách lộng lẫy, thơ mộng của thương hiệu này. Nữ diễn viên cũng thường xuyên có những tạo hình gây sốt khi mặc trang phục Dior trên thảm đỏ. Người hâm mộ mong chờ thương hiệu sẽ nâng cấp danh hiệu của Angelababy lên cấp toàn cầu trong nhiều năm qua nhưng vinh dự này đã thuộc về Jisoo, người mới tiếp xúc gần 2 năm. Tuy nhiên, bức xúc của CNET không nhận được sự đồng tình. Không ít bình luận trên mạng xã hội cho rằng Jisoo có mức ảnh hưởng toàn cầu, lượng fan đông đảo, còn Angelababy chủ yếu chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, châu Á, lượng fan sẵn sàng chi tiền để mua sản phẩm chắc chắn thua kém Blackpink nên chỉ có để đảm nhận vai trò đại sứ ở khu vực Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, fan của Jisoo tiếp tục quay sang cả khịa Suzy, cô nàng cũng vốn là con cưng của Dior tại Hàn Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ việc từng có đoạn tin nhắn Dior xác nhận Suzy là đại sứ của hãng, được fan mang khắp mạng xã hội để hô hào. Khi Jisoo được Dior công bố trên chính Instagram, fan của nữ thần tượng bắt đầu gọi Suzy là đại sứ Messenger Dior, mỉa mai danh xưng không xác thực này. Ngoài ra, cách đây không lâu, Suzy tham dự sự kiện của Dior và đeo trang sức từ bộ sưu tập game Dior vốn chưa được phát hành chính thức. Nay cô nàng bị chê bai dù được ưu ái đến mấy cũng không bằng Jisoo. Cả Suzy và Jisoo đều có khoảng thời gian tiếp xúc với Dior lâu, nhận nhiều ưu ái từ thương hiệu xa xỉ này. Tuy nhiên, việc Jisoo được tuyên bố là đại sứ toàn cầu như đòn chí mạng đối với fandom của tình đầu quốc dân. Những màn so kè trước nay của hai bên dường như đang có phần thắng nghiêng về chị cả Blackpink. Dù Jisoo trở thành đại sứ toàn cầu của Dior nhưng mức độ ảnh hưởng của Suzy không vì vậy mà bị giảm sút. Trái lại, netizen vẫn tin rằng nữ thần tượng vẫn tiếp tục được phía nhãn hàng dành nhiều ưu ái vì lợi nhuận thương mại.